Chào mừng các em đến với kênh Tiểu học Channel. Các em thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau thực hành nhìn tranh và kể câu chuyện Cóc Kiện Trời. Các em lắng nghe cô kể mẫu nhé. Ngày xưa, có một năm trời nắng hạn rất lâu. Đồng ruộng nứt nẻ, cây cỏ trụi trơ, chim muông khát khô cả họng. Cóc thấy nguy quá, bèn lên thiên đình kiện trời. Dọc đường gặp cua, gấu, cọp, ong và cáo, tất cả đều xin đi theo. Đến cửa nhà trời, chỉ thấy một cái trống to. Cóc bảo, anh cua bò vào chum nước này, cô ong đợi sau cánh cửa, còn chị cáo, anh gấu, anh cọp thì nấp ở hai bên. Sắp đặt xong, cóc một mình bước tới, lấy dùi đánh ba hồi trống. Thấy chú cóc bé tẹo dám náo động thiên đình, trời nổi giận, sai gà ra trị tội. Gà vừa bay đến, cóc ra hiệu, cáo nhảy sổ tới, cắn cổ gà tha đi. Trời sai chó bắt cáo, chó mới ra tới cửa, gấu đã quật chó chết tươi. Trời càng tức, sai thần sét trị gấu. Thần sét cầm lưỡi tăm sét, hùng hổ đi ra. Chưa kịp nhìn địch thủ, đã bị ong ở sau cửa bay ra đốt túi bụi. Thần nhảy vào chum nước, lập tức cua giơ càng ra kẹp. Thần đau quá, nhảy ra thì bị cọp vồ. Túng thế, trời đành mời cóc vào. Cóc tâu, muôn tâu thượng đế, đã lâu lắm rồi, trần gian không hề được một giọt nước mưa. Thượng đế cần làm mưa ngay để cứu muôn loài. Trời sợ trần gian nổi loạn, dịu giọng nói, thôi cậu hãy về đi, ta sẽ cho mưa xuống. Lại còn dặn thêm, lần sau hễ muốn mưa, cậu chỉ còn nghiến răng báo hiệu cho ta, khỏi phải lên đây. Cóc về đến trần gian thì nước đã ngập cả ruộng đồng. Từ đó hễ cóc nghiến răng là trời đổ mưa. Theo truyền cổ Việt Nam, câu chuyện đến đây là hết rồi. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Các em hãy tiếp tục like và subscribe kênh Tiểu học Channel để được lắng nghe những câu chuyện tiếp theo các em nhé. Bên cạnh đó, các em có thể truy cập vào fanpage Tiểu học Channel và để lại lời nhắn, đề xuất những câu chuyện, những bài học mà các em muốn được xem trên kênh Tiểu học Channel. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.